Thời thế tạo anh hùng, thanh niên đại chiến với thủy xa 300 hiệp trong nhà vệ sinh. Không biết công lực thế nào, nhưng chắc chắn công tơ nước thắng này sẽ cao lắm đây. 7749 câu chuyện trong nhà vệ sinh luôn là cái gì đó nó lạ lắm anh em ạ. Không chỉ việc trở thành ca sĩ phòng thu tại gia chỉ trong phút chốc, thậm chí còn hóa luôn cả siêu anh hùng. Mới đây, một thanh niên đã đăng tải đoạn video cho thấy mình có sức mạnh phi thường khi trụ được rất lâu trong căn phòng đối đầu với thủy xà mang tên Voicy. Không biết thiết kế chiếc vòi nước này thế nào, hay do thanh niên này không biết sử dụng mà nhìn anh chàng lăn lộn vật vã đến tội, loay hoay mãi mà không biết thuần phục con thủy xà này. Cộng đồng mạng xem xong đoạn video mà vừa thương vừa buồn cười. Độc lạ toilet. Mom no mom sad. Rắn này lạ quá. Các bạn nghĩ sao về trường hợp này? Comment ngay cho TV Chance biết đi nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Chance. Nhấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé.